Hi, my dear student of grade 7 at Chu Văn An Junior High School. My name is Miss Kim Hồng. Cô Hồng xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 7 nha và rất vui khi gặp lại các em trên video clip này. Now, today we review the second semester examination from Unit 6 to Unit 9, Lesson 1. Hôm nay mình sẽ ôn kiểm tra học kỳ 2. Chúng ta sẽ ôn từ bài 6 đến bài 9 nhé. Ok, revision the second term examination. First, we review unit 6. Revising have to plus verb infinitive to talk about an action that somebody tells us to do. Example, I have to do my homework after school. Mình sẽ ôn bài 6. Trước tiên mình ôn have to cộng cho động từ nguyên mẫu để nói về một hành động mà người nào đó kêu mình làm. Ví dụ như em phải làm bài tập của em sau giờ học. Negative, thể phủ định. Don't or doesn't have to plus verb infinitive to talk about an action we can choose not to do if we don't want to. I don't have to clean my room. Qua thể phủ định, mình sẽ dùng don't hoặc là doesn't have to, mình cộng cho động từ nguyên mẫu. Ví dụ như em không phải lau dọn phòng của em. We come to because. We use the conjunction because to connect two clauses in a sentence. Because answer the question why. Am delighted. Why? Why are you delighted? Because I got 10 marks on my English test. Cái đó mình sẽ ôm because. Là liên từ để nói hai câu lại trong một câu. Because là mình trả lời cho câu hỏi why. Tại sao bạn vui? À, em vui bởi vì em đạt được điểm 10 môn kiểm tra tiếng Anh của em. Ok, number 3. So and really. We use so and really to make adjectives stronger. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại so. Là rất hoặc là thật sự là really để nhấn mạnh cái tính từ đó nhiều hơn. We can use so before adjective to show surprise about something being more than you expect it to be. Chúng ta sử dụng so trước tính từ nha để diễn tả sự bất ngờ về điều gì đó hơn là các em mong đợi. Example, he's so happy because he passed his math test. Anh ta rất vui bởi vì anh ta đã thi đậu bài kiểm tra môn toán. Rồi chúng ta tới really nè. We can use really before adjective or some words to make them stronger. Chúng ta cũng sử dụng really trước tính từ hay là một số động từ để làm cho nó mạnh hơn. Nhấn mạnh cái câu đó hơn. Example 1. My teacher is really annoyed because I lost my English book. Giáo viên của mình thật sự là hơi phiền, giận bởi vì tôi đã làm mất cuốn sách tiếng Anh. Bây giờ nó chứng trước động từ nè. Example 2. I really want to buy that computer game. Tôi thật sự muốn mua cái trò chơi vi tính đó. Và chúng ta sẽ đọc nhấn ở chữ really hoặc là so. Và number 4. Chúng ta sẽ ôn lại however and although. We use however and although to show two ideas are different. Chúng ta sử dụng however có nghĩa là tuy nhiên, although là mặc dù, để diễn tả hai ý kiến nó khác nhau. We often use however and although when we write, but not when speaking with friends. Chúng ta sẽ sử dụng however với although trong văn viết nha. Chứ ít có khi chúng ta dùng văn nói với bạn mình. Example 1. Ben had a great time in France, although he was lonely at first. Although Ben was lonely at first, he had a great time in France. Cô cho ví dụ này có nghĩa là although nó đứng ở giữa câu hoặc là nó đứng ở đầu câu đều được hết. Ben đã có thời gian vui vẻ ở Pháp mặc dù là đầu tiên anh ấy cảm thấy rất là cô đơn. Example 2. I want to study abroad. However, it is very expensive. I want to study abroad. It is, however, very expensive. Chúng ta lưu ý cách however trước
Nó đứng giữa câu phải có dấu chấm và sau however là phải có dấu phẩy ha. Tôi muốn học ở nước ngoài, tuy nhiên nó rất là đắt. Hoặc là chúng ta dùng it trước rồi chúng ta dùng dấu phẩy, rồi dùng however phẩy very expensive. We review unit 7. Chúng ta sẽ ôn qua bài 7, 7 nè. Number 1, ordering additive. We put additives in the order of size, age, color in our sentences. Ordering additives có nghĩa là thứ tự của tính từ. Nếu mà một câu có rất nhiều tính từ thì chúng ta sẽ xếp kích cỡ trước nè, rồi tới độ tuổi, rồi tới màu sắc trong một câu. Và sau đó là phải dùng danh từ. Example, mine is an extra large, new light blue backpack. À, cái ba lô của tôi thì có màu xanh sáng mới và kích cỡ lớn. Kích cỡ quá quá khổ ha. Rồi number 2, possessive adjective plus noun. Chúng ta sẽ dùng tính từ sở hữu cộng với lại danh từ. My, his, her, our, your, their plus noun. Number 3, possessive pronouns, đại từ sở hữu thì chúng ta có những từ sau đây: mine, his, hers, ours, yours, theirs. For example, my backpack is red. Cái ba lô của tôi màu đỏ. Giờ tụi con rút lại còn chữ mine is red. Number 4, comparisons. Chúng ta sẽ ôn so sánh hơn. Ở đây chúng ta dùng so sánh bằng là as plus additive plus as. Còn không bằng chúng ta sẽ dùng not as plus additive plus as. For example, my suitcase is the same size as yours. Cái vali của tôi cùng size với bạn. Vậy thì chúng ta ở đây gợi ý chữ big. Chúng ta sẽ dùng my suitcase is as big as yours. Cái vali của tôi thì lớn bằng cái của bạn. Your sunglasses are more expensive than mine. Cái mắt kính mát của bạn thì mắc hơn cái của tôi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng so sánh hơn hoặc là so sánh bằng. My sunglasses are cheaper than yours. Cái mắt kính mát của tôi thì rẻ hơn của bạn. Hoặc là your sunglasses are not as cheap as mine. Cái mắt kính mát của bạn thì không rẻ bằng của tôi. Ok. To unit 8. Ở đây cô ôn từng unit ha. Rồi, future simple, chúng ta sẽ qua thì tương lai đơn, chúng ta sẽ dùng will, có nghĩa là sẽ, plus verb infinitive. Còn phủ định, chúng ta sẽ dùng want, sẽ không, plus verb infinitive. We can use the future simple to give or ask for information about events in the future or for an action which will happen in the future. Chúng ta sử dụng tương lai đơn để nói thông cho thông tin về những sự kiện ở tương lai hoặc là hành động sẽ xảy ra ở tương lai. Các em lưu ý cách cô dùng công thức nhé. Rồi, để sử dụng future simple, chúng ta sẽ có những cái thành ngữ chỉ về thời gian sau đây. Time expressions, tomorrow, ngày mai, next week, tuần tới, next weekend, kỳ nghỉ của tuần tới, next month, tháng tới, next year, năm tới, next time, lần tới, next Monday, thứ hai tuần tới, next spring, mùa xuân tới, soon là sớm, someday, one day, ngày nào đó, tonight, tối nay, in the future, ở tương lai, later, sau đó, in 10 minutes, 10 phút nữa, I hope you will, I expect you will, I believe you will, I suppose you will, I promise I will, I think I will. Hope, expect là mong chờ ha. Believe là tin tưởng. Suppose là giả sử. Còn promise là tôi hứa tôi sẽ. I think I will, tôi nghĩ tôi sẽ. Example, the Balloon Festival will take place from July the 8th to the 10th next year. Buổi lễ hội khinh khí cầu sẽ xảy ra vào 8 tháng 7 đến 10 tháng 7 năm tới. Rồi, example 2, group
Curly won't perform this year. Năm nay Rob Curly sẽ không có biểu diễn. Ok, number 2. Bây giờ chúng ta sẽ ôn qua be plus different from, có nghĩa là khác với. We use be plus different from to say that one thing is not the same as another or other things. Chúng ta sẽ dùng be different from để nói một điều gì đó khác với điều khác. In Italy, they eat seafood at Christmas. In Japan, they eat fried chicken at Christmas. Ở Ý, họ sẽ ăn hải sản vào ngày Giáng sinh. Nhưng mà ở Nhật, họ sẽ ăn gà chiên vào ngày Giáng sinh. Vậy chúng ta sẽ làm thành Christmas in Italy is different from Christmas in Japan. Giáng sinh ở Ý thì khác với lại Giáng sinh ở Nhật. Đó là sự khác nhau. Bây giờ chúng ta qua sự giống nhau. Like plus now. We use like plus now to say that two things are similar. Chúng ta dùng like cộng cho danh từ để nói hai điều nó giống nhau. Like American children, French children go at hunting on Easter Sunday. Giống như trẻ em Mỹ thì trẻ em Pháp cũng đi săn trứng vào ngày lễ Phục sinh, ngày Chủ nhật. Ok, part 4, unit 9. Bây giờ chúng ta ôn qua bài cuối cùng nhé. Đó là articles, mạo từ. We use the zero article with the names of streets, parks, places, rivers, beaches, towns, cities, islands, and most countries. Mình không có dùng mạo từ với lại tên đường, công viên, hồ, sông, bãi biển, thị trấn, thành phố, đảo hoặc là hầu hết các quốc gia. Example 1. There are lots of department stores on Trần Hưng Đạo Avenue. Có nhiều cửa hàng bách hóa trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Vậy thì đại lộ là một cái đường lớn, chúng ta không có dùng article. They are visiting Hà Nội, Huế and Hồ Chí Minh City in Vietnam. Vậy thì ở nước Việt Nam chúng ta cũng không có dùng article. Mình gọi nó là zero article. Example 3. He likes to jog in Đầm Sen Park. Anh ấy thích đi dạo ở công viên Đầm Sen. Vậy thì công viên mình cũng không có dùng article. Rồi, we use the with some countries. Chúng ta sẽ dùng the với một cái số các quốc gia. For example, the United States of America, the USA, the United Kingdom, the UK, the Netherlands, the Philippines, the United Arab Emirates, the UAE, the Czech Republic. Chúng ta sẽ dùng the với những cái đất nước như ví dụ như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nè, nước Mỹ, Vương quốc Anh nè, Hà Lan, Philippines, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Cộng hòa Séc. We use the with famous buildings, museum, mosque, hotel and restaurants. Chúng ta sẽ dùng the với những tòa nhà nổi tiếng, viện bảo tàng, khách sạn, nhà hàng nổi tiếng. For example, the Empire State Building, the Twin Towers, the Pisa Towers, the Houses of Parliament, the Ritz Hotel, the White House, the Louvre Museum, the Sydney Opera House, the Houston Hotel, the Imperial War Museum, the Lincoln Memorial, the Statue of Liberty. À, chúng ta sẽ dùng the trước những tòa nhà nổi tiếng này nhé. Ok. Rồi, unit 9. Chúng ta tiếp tục ôn past simple. Ở đây là phần ôn lại. We use the past simple to talk about actions that happened in the past. Chúng ta sẽ sử dụng past simple để nói những hành động đã xảy ra trong quá khứ. Ở đây cô nhắc lại thôi vì mình đã học cái này nhiều rồi. À, từ học kỳ 1. Past simple with be. Bây giờ thì quá khứ đơn với động từ to be. Chúng ta sẽ dùng was for I, he, she, it, I was, he was, she was, it was. Và chúng ta sẽ dùng were cho we, you, they. We were, you were, they were. Còn nếu mà phủ định thì chúng ta sẽ sử dụng wasn't cho for I, he, she, it. I wasn't, he wasn't, he wasn't.
She wasn't, it wasn't. Chúng ta sẽ dùng weren't cho we, you, they. We weren't, you weren't, they weren't. Bài học kỳ này chúng ta sẽ nhấn mạnh ở past simple with irregular verbs. Đó là quá khứ đơn với những cái động từ bất quy tắc nhé. Còn động từ có quy tắc thì chúng ta thêm ed, chúng ta cũng học rồi từ học kỳ 1. Past simple with irregular verbs. To know the past forms of irregular verbs, you have to learn them. Để biết về hình thức của irregular verbs thì cô có phát ở trong lớp một bảng động từ bất quy tắc rồi nhé. Đó là verb 2. Subject plus verb 2. Còn nếu phủ định thì subject plus didn't plus verb. Còn nếu là nghi vấn thì this plus subject plus verb. Và chúng ta có những cái thành ngữ chỉ thời gian ở quá khứ. Time is present. Yesterday, ngày hôm qua. Last night, tối hôm qua. Last time, lần trước. Last week, tuần trước. Last weekend, kỳ nghỉ cuối tuần trước. Last month, tháng trước. Last year, năm trước. Last Tuesday, thứ hai, thứ ba tuần trước. Last summer, mùa hè trước. Hoặc là ago, cách đây. In 2022, ở những năm thuộc về quá khứ, ví dụ như năm 2022. In the 20th century, ở thế kỷ 20. This morning, sáng nay, at that time. That's right. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập nhé. Choose A, B, C, or D before the answer that's best. Complete each sentence below. Chúng ta sẽ chọn A, B, C, or D nhé. Number one, look at. We buy lunch at the canteen. There's a shop next to the school and it sells sandwiches and other snacks. Chúng ta xem cái câu sau là có một cái cửa tiệm bên cạnh trường mình và nó bán bánh mì sandwich hoặc là những cái món ăn nhẹ khác. Vậy chúng ta sẽ dùng look at the answer. Chúng ta sẽ dùng don't have to. Chúng ta không cần phải vào căng tin để mua bữa ăn trưa. Number two, the teacher asked us. The teacher asked us to choose a book from the list. Giáo viên yêu cầu chúng ta chọn một quyển sách từ danh sách. Read it at home, đọc nó ở nhà, and then write. Và cái đó viết, thì chúng ta sẽ viết cái gì? Now look at the answer, report, viết bản báo cáo về nó. Ok, number three, bicycles are. Xe đạp thì tốt cho môi trường hơn là xe hơi. Tốt hơn, look at. Vậy thì chúng ta sẽ dùng better for the environment than cars. Ở đây là good, chúng ta chuyển thành so sánh hơn là better, là tốt hơn. Number 4, Andy has a. Ở đây chúng ta sẽ sắp xếp theo tính từ, theo thứ tự là size. Rồi tới age, rồi mới tới color. Ok now, size là big. Andy has a big new dark blue backpack. Andy có một cái ba lô màu xanh đen mới và lớn. Number 5. During Tết holiday, Vietnamese people give each other best for a lucky and successful Lunar New Year. Trong suốt ngày nghỉ Tết, người Việt Nam sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ chọn wishes, đưa ra những cái lời chúc tốt nhất cho một năm mới, cho một cái Tết âm lịch đầy sự may mắn và thành công. Number 6, Christmas time is coming around, so next Friday, each student in my class will bring a gift and then. Thời gian Giáng sinh đã sắp đến rồi, vì thế thứ sáu tới mọi học sinh trong lớp sẽ mang một món quà và sau đó sẽ trao đổi nó với học sinh khác. Vậy thì trao đổi chúng ta sẽ dùng động từ exchange với it with another student, trao đổi với học sinh khác. Ok, continue. Number 7. During the Harbin Ice and Snow Festival in China, artists use different tools to carve the hard ice
and snow, and visitors can see huge snow. Trong suốt cái lễ hội tuyết ở Trung Quốc thì các họa sĩ sẽ dùng những cái dụng cụ khác nhau để khắc lên những cái đá hoặc là tuyết nạ cứng, và du khách có thể thấy được những cái tượng điêu khắc bằng tuyết to lớn ha, của người, of people, buildings and animals, tòa nhà và động vật. Vậy thì tượng điêu khắc chúng ta sẽ dùng sculptures, B. Ok, number 8. Japan is, vậy thì chúng ta sẽ xem ở câu cuối, ở phía sau nè. Is Japan, people eat trail wraps on New Year's Eve, while Japanese people eat toshikoshi soba noodles. Ở Tây Ban Nha, người ta ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa. Trong khi đó, người Nhật thì sẽ ăn một cái loại mì của Nhật. Vậy thì hai nước này khác nhau, chúng ta sẽ dùng different from. We choose A. Different from. Japan is different from Spain. Number 9. Chúng ta sẽ xem ở phía sau trước nè. Red is a symbol of luck in most Vietnamese celebrations. Màu đỏ biểu tượng của sự may mắn trong hầu hết các ngày lễ của Việt Nam. Vậy thì chúng ta sẽ chọn giống với văn hóa Trung Quốc. Like in Chinese culture. We choose C. Number 10. Easter exact date varies because it depends on the moon. Ngày chính xác của ngày lễ phục sinh sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngày mặt trăng. In 2022, Easter was on April 17th. Năm 2022 thì lễ phục sinh sẽ vào ngày 17 tháng 4, and next time in 2023. Và lần tới vào năm 2023 là năm nay. Vậy thì chúng ta sẽ chia nó ở thì tương lai nha. Future symbol will plus work là will be, we choose D. It will be on April the 9th. Nó sẽ là ngày 9 tháng 4. Number 11. During Hội An Lantern Festival, visitors can in many interesting activities and watch various art performances, all of which are completely free of charge. Trong suốt lễ hội lồng đèn ở Hội An, du khách có thể, ở đây mình thấy có giới từ in thì có thể là tham gia vào các hoạt động hấp dẫn và xem được những buổi biểu diễn nghệ thuật khác nhau hoàn toàn là miễn phí. Vậy thì we choose A, take part in, take part. Number 12. Do you know that in Greece, people hang an onion on the front door of their house on New Year's Eve? Bạn có biết ở Hy Lạp là người ta sẽ treo một củ hành tây trước cửa nhà vào giao thừa không? Vậy thì bạn person B sẽ trả lời that's interesting. That's interesting. Thật là hấp dẫn vậy, nghe thú vị vậy. We choose B. Ok nào. We come to number 13. We went to Machu Picchu last summer. Chúng ta sẽ đi đến cái nơi này vào mùa hè trước. Gave us a tour of the Incan ruins and told us many interesting stories. Vậy ai sẽ kể cho mình nghe về cái tour này và nói cho mình nghe về những cái câu chuyện hấp dẫn? Ok, maybe we choose B, guide, hướng dẫn viên du lịch. Number 14. I bought some with pictures of the Eiffel Tower to send to my friends. Mình sẽ mua bưu thiếp với những hình ảnh của tháp Eiffel để gửi cho bạn mình. Vậy thì we choose D, postcards. 15. Chuyến bay. Tại vì cô thấy phía sau có chữ airport. Chuyến bay của chúng ta sẽ leave at 6:30 tomorrow morning from Heathrow Airport. Ok, we choose flight C. Sẽ rời khỏi vào lúc 6:30 vào ngày sáng mai tại từ phi trường Heathrow. Number 16. I'm watching a football match with my dad. Tôi sẽ xem một trận đấu bóng đá với ba tôi. Vậy thì mình sẽ xem ở đâu? Mình sẽ xem ở sân vận động. Ok, we choose A, at the stadium. This place is very big. It can hold up to
More than 60,000 people. Nơi này rất lớn và có thể chứa hơn 60.000 người. 17. The US always celebrates the 4th of July with an amazing display in the sky. Nước Mỹ luôn tổ chức ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Thì người ta sẽ trình diễn, cô nghĩ là trình diễn pháo hoa, we choose be fireworks trên bầu trời. Number 18. When Haruto first came to the UK. Khi Haruto lần đầu tiên đến Vương quốc Anh. Vậy thì he was so we choose the nervous about making mistakes. Anh ta lo lắng sẽ gây ra lỗi, sẽ mắc lỗi. So he didn't speak English to anyone in his class. Vì thế anh ta chưa có dám nói chuyện với bất kỳ ai bằng tiếng Anh trong lớp. Ok, we come to part 2. Read the following passage. Decide if statements 1, 2, 3, 4, and 5 are true or false. Và chúng ta sẽ đọc một cái đoạn văn và chúng ta sẽ quyết định nó là true hay là false. Cô đọc và lớp mình tập dịch giùm cô nhé. The largest festival in the world is Brazil's Carnival, which is considered by many to be the greatest show on earth. More than 5 million people travel to Brazil in February or March to attend this religious celebration that begins 40 days before Easter. The festival is full of live music and people dancing in the streets. More than 70 plus samba schools compete every year for cast and prizes. Dancers from this school wear colorful and creative costumes. They form a long line of people in the street called a parade that starts in the city centers and stops at the ocean. The festival takes place before the Catholic season of Lent and celebrates the last day before the Brazilian must give the thing they love for 40 days. The festival ends with a beautiful fire show on the beach when the sun goes down. Đại ý cái bài này cô chỉ dịch ý thôi nhé. Lễ hội lớn nhất trên thế giới là lễ hội Carnival của nước Brazil, được xem như là lễ hội lớn nhất trên trái đất này. Hơn 5 triệu người sẽ đi tới Brazil vào tháng 2 hoặc là tháng 3 để tham dự cái lễ hội tôn giáo này. Trước 40 ngày bắt đầu trước cái ngày lễ phục sinh, bắt đầu 40 ngày trước ngày lễ phục sinh, lễ hội này sẽ đầy ắp những cái âm nhạc truyền hình trực tiếp, những con người sẽ khiêu vũ trên đường. Và mỗi năm hơn 70 vũ công Samba của trường học sẽ tranh tài mỗi năm để giành giải thưởng và tiền mặt. Những vũ công trong những trường này sẽ mặc những cái trang phục đầy màu sắc và sáng tạo. Họ hình thành một cái đường dài người trên đường được gọi là diễu hành, bắt đầu từ trung tâm thành phố và dừng lại ở biển, ở đại dương. Lễ hội này sẽ xảy ra trước cái mùa chay của người Công giáo, đó là lễ phục sinh đó, trước 40 ngày, và tổ chức vào ngày cuối cùng trước khi người Brazil sẽ xong những cái điều họ làm trong 40 ngày đó. Lễ hội kết thúc với một cái buổi trình diễn lửa, múa lửa xinh đẹp trên bãi biển khi mặt trời lặn. Ok. Vậy thì number one, the Carnival is a large festival in Brazil. Lễ hội Carnival là lễ hội lớn nhất ở, là lễ hội lớn ở nước Brazil. Answer true. Under 5 million people travel to Brazil before Easter. Dưới 5 triệu người sẽ đi đến Brazil trước ngày lễ phục sinh. Ở trên này chúng ta sẽ thấy nó là more than 5 million people travel to Brazil. Hơn 5 triệu người, vậy thì answer false. Dancer from local samba school wear costume and compete for cast and prizes. Những vũ công từ những ngôi trường dạy múa samba địa phương sẽ mặc những cái trang phục và tranh tài để giành giải thưởng và tiền mặt. Vậy we choose true. The festival takes place after the Catholic season of Lent.
Cái lễ hội này sẽ xảy ra sau khi cái mùa chay của người Công giáo. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên này là the festival takes place before which fawns. Nó diễn ra trước đó. The festival begins with a beautiful fire show on the beach. Lễ hội này sẽ bắt đầu với lại một cái show trình diễn múa lửa xinh đẹp trên bãi biển. Chúng ta nhìn lên đây, chúng ta sẽ thấy là the festival ends, sẽ kết thúc. Vậy thì we choose fawns, chúng ta sẽ dùng fawns. Okay, now we come to part 3. Complete each blank space of the following passage with one of the given words in the box. Chúng ta sẽ có một cái hộp gồm những từ sau đây: festival, tradition, is, experience, celebration, visited, lunar, in, at, holiday, to, so. Rồi chúng ta sẽ có một bài, giờ mình bắt đầu đọc nha. Last spring, mùa xuân trước. I, my cousin living in Ho Chi Minh City. Vậy chỗ này cô sẽ đoán là tôi sẽ thăm anh họ của tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Number one, visited. She suggested the best time to visit the city was during the third. Cô ấy đề nghị tốt nhất đến thăm thành phố là cô nghĩ là ngày lễ Tết. Vậy thì number two là Tết Festival. I had such a great time. Tôi đã có thời gian vui tuyệt vời. So I want to share my personal experience. Vì thế tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi. And what I learned about the Vietnam Lunar New Year. Và tôi muốn học về năm mới Tết âm lịch, còn gọi là Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Vậy thì Tết Nguyên Đán chúng ta sẽ dùng Lunar New Year. First, đầu tiên. Tết is a celebration of the start of spring. Tết là một cái lễ hội để bắt đầu cho mùa xuân. The city is full of flower vendors. Thành phố đầy ắp người bán hoa. And on the streets are, ở đây chúng ta sẽ dùng với từ in nhé, in bloom. Và tất cả mọi con đường thì hoa rất là nở rộ. Second, thứ hai, it's about paying respect to your ancestors. Và Tết là cái dịp để người ta bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên ông bà của mình. Vậy thì chúng ta sẽ dùng với từ to nhé. Rồi, ở đây I saw, tôi nhìn thấy many people burning incense and families putting out and fruit for their loved ones who have passed away. Và nhiều tôi đã nhìn thấy nhiều người ha đốt nhang nè, và những gia đình sẽ bày hoa, thức ăn, trái cây cho những người mà họ yêu thương mà đã qua đời rồi. Rồi finally, cuối cùng, Tết is about spending time with your family. Tết cũng là cái cơ hội để mình bỏ ra thời gian cùng với gia đình mình. I was surprised at how empty the city was. Tôi đã rất bất ngờ là thành phố rất là vắng vì người ta cũng về nhà để đoàn tụ với gia đình để họp mặt. Okay, my cousin told me it's a tradition for family to return to their hometown to celebrate the new year. Người anh họ của tôi nói nó là truyền thống để cho những gia đình phải quay về quê nhà để tổ chức năm mới. Okay now, part 4, supply the correct form of the words given in each bracket below. Giờ chúng ta qua word form nhé. Ở đây number one, chúng ta thấy chữ celebrate là động từ. Rồi chúng ta sẽ chia thành, chúng ta sẽ làm qua danh từ nhé, vì có chữ annual là tính từ. The Thames Festival is an annual celebration of the River Thames in London with many exciting events and talks. Lễ hội sông Thames là lễ hội hàng năm ở nước Anh với nhiều sự kiện hấp dẫn và nhiều buổi nói chuyện hấp dẫn. Number two, Bon Ông Tháp is one of the most amazing
Ở đây lớp mình có thấy cô dùng tradition mà festival là danh từ, vậy cô sẽ dùng tính từ traditional festivals in Cambodia. Bon Am Thoc là một trong những lễ hội truyền thống tuyệt vời nhất ở Campuchia. Chúng ta number 3, chúng ta có chữ commit là động từ. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành danh từ nhé. Last year, I participated in one of the Scottish dancing competitions. I didn't win, but I enjoy myself a lot. Năm trước tôi đã tham gia vào một trong sự tranh tài về khiêu vũ của người Scotland. Tôi không chiến thắng nhưng mà tôi tự thấy là rất vui rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ dùng competition. Number 4. Ở đây cô dùng động từ participate là tham gia. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang danh từ. Và ở đây có nghĩa có thể là người tham gia nhé. Ok, during the Chiang Mai Flower Festival, trong suốt lễ hội hoa Chiang Mai, participants of the parade often hand out flowers to the spectators along the streets. Những người tham gia buổi diễu hành sẽ đưa hoa về phía khán giả dọc theo bên đường. Number 5, prepare, chuẩn bị, thì chúng ta sẽ chuyển sang danh từ là sự chuẩn bị nhé. Và cô nhắc lại number 4 participants là số nhiều cho nên chúng ta sẽ thêm s. Vậy number 5 chúng ta cũng thêm s ở chữ preparations. Preparation for Diwali festival begin several weeks before the first day of Diwali. People clean their houses, put up decorations and light the lanterns. Sự chuẩn bị cho cái lễ hội Diwali bắt đầu vài tuần trước. Khi bắt đầu cái lễ hội này, người ta sẽ lau chùi nhà cửa nè, trang trí và thắp đèn lồng. Ok, number 6. Color là danh từ và chúng ta sẽ chuyển thành tính từ vì nó đứng trước chữ costume là danh từ. Vậy thì tính từ của color là colorful. Last year on May Day, we wore our colorful costume and danced around the maypole. Ok. Vào ngày quốc khánh vào ngày lễ lao động người ta sẽ mặc những trang chúng ta sẽ mặc những trang phục đầy màu sắc ha và khiêu vũ xung quanh Maybole. Ok, we come to number 7. BTS and Blackpink bands their latest songs on TV last week. Ở đây mình có thấy last week là tuần trước không? Là quá khứ. Cô cho performance, vậy chúng ta sẽ chuyển thành perform và chúng ta sẽ thêm ed vào vì là ở quá khứ. Ban nhạc BTS và Blackpink sẽ trình diễn những bài hát mới nhất trên TV vào tuần trước. The Sapporo Snow Festival takes place in Japan. Lễ hội tuyết Sapporo sẽ xảy ra hàng năm, vậy thì chúng ta sẽ dùng trạng từ là annually ở nước Nhật. Rồi, quý ở đây cô cho decoration, vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành decorate. Nhưng mà vì cô thấy có chữ last, chúng ta sẽ thêm ed vào. Ok, we decorated with lights and tree last Christmas. Giáng sinh trước, chúng tôi sẽ trang trí cây thông với nhiều đèn và cây. Ok, number 10 exhibit. Và cô sẽ chuyển thành danh từ là this. Exhibition will open for the public next month. Buổi triển lãm nghệ thuật sẽ mở ra cho công cộng xem vào tháng tới. In Italy, Christmas is ở đây cô dùng nation là danh từ, vậy chúng ta sẽ chuyển thành tính từ là national. Is a national holiday là một ngày lễ quốc gia. Number 12. The Hùng King Festival is a fun and time for families. Lễ hội vua Hùng rất là vui và là thời gian thư giãn cho gia đình. Ở đây lễ hội là sự việc, cho nên cô sẽ dùng tính từ là relaxing time, thời gian thư giãn. He welcomed me warmly and introduced me to his friends. Anh ta chào đón tôi rất là nồng hậu và giới thiệu tôi với bạn bè. Ở đây cô cho warm là tính từ, chúng ta sẽ chuyển thành trạng từ. Chúng ta chỉ thêm ly thôi, easy.
Okay. Number 14. Ở đây cô cho participant là người tham gia. Chúng ta sẽ chuyển thành participate. We often participate in the fun run the summer. Chúng tôi thường tham gia vào lễ hội chạy gây quỹ từ thiện vào mùa hè. Okay. 15. It's a great way to get around Ho Chi Minh City by motorbike. Ở đây cô cho quick, chúng ta sẽ chuyển thành quickly. Nó là cái cách tuyệt nhất để đi vòng thành phố Hồ Chí Minh bằng xe gắn máy rất là nhanh chóng. Number 16. Cars, trains and trucks are kinds of public transportation. Ở đây cô cho transport là vận chuyển. Vậy thì xe hơi, xe tải, xe lửa và xe tải là những loại phương tiện giao thông công cộng. Chúng ta sẽ dùng transportation. Rồi, number 17. Ở đây chúng ta thấy cô cho động từ buy mà nó có chữ last weekend. Vậy chúng ta sẽ chia ở quá khứ của buy là bought. Kate bought motor models like Landship and MGA car last weekend. Kate đã mua nhiều mô hình như là máy bay, tàu thuyền, xe hơi MGA vào kỳ nghỉ của tuần trước. 18. My class will visit some historic places in Hà Nội. Lớp của tôi sẽ thăm vài nơi nổi tiếng trong lịch sử ở Hà Nội. Vậy history là danh từ, mình sẽ chuyển thành historic. Number 19, John goes, ở đây goes, chúng ta dùng phát in nhé. John goes jogging every day. John đi dạo, chạy bộ chậm mỗi ngày. Number 20, forget là quên. Chúng ta sẽ dùng unforgettable. The trip was such an unforgettable experience. Chuyến du lịch thì là một cái trải nghiệm không thể quên được. 21. Americans were friendly and helped me to practice English every day when I stayed with a host family last year. Người Mỹ rất là thân thiện. Chúng ta sẽ dùng friend là bạn. Chúng ta chuyển thành tính từ là friendly, thân thiện. Và giúp tôi luyện tập tiếng Anh mỗi ngày khi tôi ở lại trong một gia đình của người Mỹ đó vào năm trước. Rồi, there are many amazing tourists. Attractions in Vancouver. Ở đây cô dùng attract là thu hút, vậy chúng ta sẽ chuyển thành attraction. Mà vì là there are many cho nên attractions chúng ta thêm s. Có nhiều nơi hấp dẫn dành cho du khách ở Vancouver. Number 23. When Dan arrived in Canada, I spent half a day going sightseeing around Vancouver. Khi Dan đến Canada, tôi đã bỏ nửa ngày để dẫn Dan đi thăm ngắm cảnh xung quanh Vancouver. Vậy thì cái work form này cô đã đi từ Unit 6 cho đến Unit 9. Và cô hy vọng lớp mình sẽ chú ý kỹ nhé những cái work form này. Cô đã ôn đủ 4 bài ở cái phần work form. Rồi, part 5. Supply the correct form using the past symbol. Giờ chúng ta qua phần chia động từ. Ở past symbol, nhưng mà ở đây chủ yếu cô cho là chủ yếu là irregular verb và cũng có một số là regular verb. Number 1, yesterday. Vậy thì C chúng ta sẽ chuyển thành saw. We saw her at the restaurant. Number 2, my family buy, chúng ta sẽ chuyển thành bought. Bought a new house last month. Number 3, I heard her crying in the room last night. Number 4, ở đây like là regular verb, chúng ta chỉ thêm đi thôi. I liked ice cream but no more. Yesterday I go, chúng ta sẽ chuyển thành went. I went to school at 6 a.m. Last summer my family traveled. Chúng ta chỉ thêm ed thôi vì là regular verb, động từ có quy tắc. In Đà Nẵng. Rồi chúng ta lưu ý number 7 là có not. Vậy thì chúng ta chỉ dùng did not. Did not chúng ta đọc tắt là didn't hoặc là didn't. My friend and I didn't stay at home on the weekend.
Number A, ở đây là câu hỏi, vậy thì chúng ta sẽ dùng trợ động từ did nhé. Did they meet at the party last week? Ok. Rồi, chúng ta xem lại lần nữa. À, cách chia ở past simple thì quá khứ đơn. Ok, past 6. Use the given words or phrases to make complete sentences. Chúng ta sẽ xếp những cái này theo thứ tự. Và ở đây có những cái từ capital letters, đó là từ viết hoa, thì chúng ta sẽ đặt đầu câu. Ok nào, look at this. On Thanksgiving, people in Canada have turkeys like people in the US. Vào ngày lễ tạ ơn thì người ở Canada sẽ dùng thịt gà Tây giống như người ở nước Mỹ. Rồi, ở chỗ này cô viết hoa chữ who, vậy chúng ta sẽ đặt chữ who ở đầu nhé. Who will be the next winner in the school marathon this year? Ai sẽ người thắng kế tiếp trong cuộc thi marathon ở trường vào năm nay? Cuộc thi chạy bộ. Ok, number 3. I lost my wallet 2 weeks ago. Tôi đã làm mất cái ví cách đây 2 ngày. Number 4. She went to the store and bought a pair of black trousers. Cô ấy đi đến cửa hàng và mua một cái quần tây màu đen. Number 5. We visited the Empire State Building and took a lot of photos. Họ đã đi thăm tòa nhà Empire State và chụp nhiều hình. Chúng ta sẽ coi lại cách xếp câu nhé. Part 7. Make the question or make the statement in column A with the answers in column B suitably. Chúng ta sẽ ghép câu hỏi hoặc là câu phát biểu ở cục A với câu trả lời ở cục B nhé. Rồi, number one là look at the answers. Vì bài dài quá nên chúng ta sẽ xem luôn cái đáp án nhé. Number one, do you want to go to the concert tonight? Rồi, answer E, I can't. I have to give a presentation by Friday. Number one, bạn có muốn đi xem buổi hòa nhạc tối nay không? Tôi không thể, tôi phải có một cái bài thuyết trình vào ngày thứ sáu. Number two, book report, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn đi. A piece of writing about a story of novel. Một bài viết về một câu chuyện hoặc là tiểu thuyết. Number three, how did your dad feel yesterday? À, ngày hôm qua ba bạn đã cảm thấy như thế nào? Chúng ta sẽ ghép với lại F. He was disappointed because I failed my math test. Ông ấy rất thất vọng bởi vì tôi đã là thi rớt bài kiểm tra môn toán. Number 4, luggage là hành lý. Vậy thì chúng ta sẽ ghép với lại A. Bags are suitcases that you usually take on your trips. Hành lý hoặc là vali mà mình mang khi mình đi du lịch. Number 5, it does your backpack. Khi có phải là cái ba lô của bạn không? Vậy chúng ta sẽ ghép với bài B. No, it isn't. Mine is dark brown. Cái màu đen, màu, cái màu, sorry, nó không phải, cái của tôi là cái màu nâu đậm. Number 6, why do people ride bikes in Amsterdam? Tại sao người ta hay chạy xe đạp nhiều ở Amsterdam? Vậy thì chúng ta sẽ kiếm chỗ because nha. C. Because they're cheap and eco-friendly. Bởi vì nó rẻ và thân thiện với môi trường. Number 7. Lantern là lồng đèn. Vậy thì chúng ta sẽ ghép với H. A small box made of thin paper with a candle inside. Number 8. Exchange. It means trao đổi. Vậy chúng ta sẽ ghép với I, sentence I, give something and receive something in return, cho và nhận lại. Number 9, wish là ước. À, chúng ta ghép với lại J, say that you hope somebody will be happy, lucky. Chúng ta sẽ ước cho người khác được may mắn, hạnh phúc. Number 10, sculpture, điêu khắc. Chúng ta sẽ ghép với sentence G, a piece of art made by shaping clay, stone, metal.
À, tác phẩm nghệ thuật làm bằng đất sét nè, đất cát kim loại vân vân. Đá. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua transformation, sự biến đổi câu. The second term examination transformation. Và cô sẽ nhắc lại cách biến đổi câu một lần nữa để cho lớp mình nắm. So, because. So sẽ chuyển thành because. Example, she is terribly sick, so she isn't going to school today. Cô ấy bệnh rất là nặng, vì thế không thể đến trường vào ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển nè, có hai cách chuyển. Because she is terribly sick, she isn't going to school today. Hoặc là she isn't going to school today because he is terribly sick. Rồi chúng ta sẽ có although, however, although, but, however, but. Although sẽ chuyển thành however, although chuyển thành but, hoặc là however chuyển thành but. Example, although the weather was bad, he went to school on time. He went to school on time, although the weather was bad. The weather was bad, however, he went to school on time. The weather was bad, but he went to school on time. Chúng ta chú ý cách chuyển của cô nhé. Đại ý là mặc dù thời tiết xấu nhưng mà anh ấy cũng đến trường đúng giờ. Rồi, number three. Chúng ta có mẫu câu is necessary. Thì mình sẽ chuyển thành have to hoặc là has to. It's necessary for students to learn new words by heart every day. Thật cần thiết cho học sinh học thuộc lòng từ mới mỗi ngày. Students là số nhiều, cô dùng have to. Students have to learn new words by heart every day. Have to, sau đó cô cộng cho động từ nguyên mẫu nhé. Number four, bây giờ phủ định thì it isn't necessary. Cô sẽ dùng don't have to hoặc là doesn't have to. It isn't necessary for Katie to buy a new laptop because she can use the old one. Ở đây Katie có nghĩa là ngôi thứ ba số ít. Cô sẽ dùng doesn't. Katie doesn't have to buy a new laptop because she can use the old one. Katie không cần phải mua cái laptop mới đâu, bởi vì cô ấy có thể sử dụng lại cái cũ. Laptop là portable computer, máy tính có thể xách tay được. Rồi, number five, chúng ta sẽ có mẫu câu comparisons, comparative equality, so sánh hơn hoặc là so sánh bằng. My smartphone is more expensive than yours. Chúng ta sẽ chuyển. Your smartphone is cheaper than mine. Your smartphone isn't as expensive as mine. My smartphone isn't as cheap as yours. Chúng ta có rất nhiều cách chuyển, ví dụ như điện thoại thông minh của tôi mắc hơn của bạn. Vậy thì sẽ chuyển là điện thoại thông minh của bạn rẻ hơn của tôi, hoặc là điện thoại thông minh của bạn không đắt bằng của tôi, hoặc là điện thoại thông minh của tôi không rẻ bằng của bạn. Rồi chúng ta lưu ý number 6. Ordering adjectives. Size, age, color. Lena has a new smartphone. It is light purple. Lena has a new light purple smartphone. Vậy thì chúng ta sẽ đặt kích cỡ trước, rồi mới tới độ tuổi và mới tới màu sắc. Ở đây có Lena có một cái điện thoại thông minh màu tím nhạt mới. Ok nào, number 7, like plus now. Example, people in Vietnam often decorate their houses before Lunar New Year, and Chinese people often do the same. À, người ở Việt Nam trang trí nhà cửa trước Tết Nguyên Đán và người Trung Quốc cũng vậy. Vậy thì chúng ta sẽ dùng like là giống như ha. Like Vietnamese people, Chinese people often decorate their houses before Lunar New Year. Rồi, chúng ta sẽ có be plus different from, có nghĩa là khác với. Example, life in the countryside is quiet and peaceful. Life in the city is noisy and crowded.
Cuộc sống ở miền quê rất yên tĩnh và thanh bình, còn cuộc sống ở thành phố ồn ào và đông đúc. Vậy thì chúng ta sẽ có mẫu câu Life in the countryside is different from life in the city. Cuộc sống ở miền quê thì khác với cuộc sống ở thành phố. Ok, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vô làm bài. Thì lớp mình sẽ xem những cái mẫu câu của cô giảng bên trên và làm ở đây nhé. Part 8. Finish the second sentence so that it means the same as the first. Chúng ta sẽ làm mẫu số 2 giống như mẫu đầu. Although Rex could speak French, his writing was bad. Mặc dù Rex có thể nói tiếng Pháp nhưng mà viết bài viết thì rất là dở. Chúng ta sẽ chuyển thành however. Ok nào, look at the answer. Rex could speak French. However, his writing was bad. Rex could speak French. His writing, however, was bad. Chúng ta sẽ coi cách chuyển của cô nhé. Number 2. Julie stayed up late last night, so she's tired. Julie thức khuya tối hôm qua, vì thế cô ấy mệt. Vậy vì chúng ta sẽ chuyển là Julie mệt bởi vì cô ấy thức khuya. Julie is tired because she stayed up late last night. Number 3. Ở trên chúng ta có although chuyển thành however. Bây giờ chúng ta sẽ có but để chuyển thành however. Anna's mother is from China, but she can't speak Chinese. Mẹ của Anna thì từ Trung Quốc, nhưng mà Anna thì không thể nói được tiếng Trung Quốc. Ok. Anna's mother is from China. However, she can't speak English. Sorry. However, she can't speak Chinese. Anna's mother is from China. She, however, can't speak Chinese. Number 4. Chúng ta sẽ có but, chúng ta sẽ chuyển thành although. Luke wants to study overseas, but he is afraid of living alone. Luke muốn học ở nước ngoài nhưng anh ấy rất là sợ sống một mình. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển là although Luke wants to study overseas, he is afraid of living alone. Number 5, chúng ta sẽ chuyển thành so sánh bằng as. Mary is beautiful and her sister is so beautiful. Mary thì xinh đẹp, chị cô ấy cũng xinh đẹp, vậy thì chị của Mary cũng đẹp bằng Mary. Mary's sister is as beautiful as Mary. Number 6, chúng ta sẽ xem cách chuyển not as không bằng. Traveling by plane is faster than traveling by train. Đi du lịch máy bay thì nhanh hơn du lịch bằng xe lửa. Chúng ta sẽ chuyển đi du lịch máy bay thì không chậm như đi du lịch bằng xe lửa. Traveling by plane is not as slow as traveling by train. Number 7, chúng ta sẽ dùng rẻ hơn là cheaper than. An underground train across London costs £6, while a taxi costs £15. Xe điện là ngầm đi qua London thì tốn 6 bảng Anh, trong khi taxi là phải tốn 15 bảng Anh. Vậy thì chúng ta sẽ có cách chuyển là an underground train across London is cheaper than a taxi. Xe điện ngầm đi qua London thì rẻ hơn taxi. Chúng ta sẽ tiếp tục coi một số câu chuyện khác. It's necessary for students to listen to their teachers carefully in class. Thật là cần thiết cho học sinh lắng nghe giáo viên cẩn thận trong lớp. Vậy thì ở đây students là số nhiều, cô sẽ dùng have to. Students have to listen to their teachers carefully in class. It isn't necessary for Katie to buy new textbooks because she can borrow them from the library. Katie không cần thiết phải mua sách giáo khoa mới bởi vì có thể mượn từ thư viện. Ở đây Katie là ngôi thứ ba số ít, cô sẽ dùng doesn't. Tại ở phía trên là it isn't necessary. Daisy doesn't have to buy new textbooks before she can borrow them from the library. Number 9. Chúng ta sẽ có
Ordering adjective, sắp xếp của tính từ. Ở đây cô có đủ 3 tính từ: size, age and color. Aiko bought a medium-sized new dress yesterday. It had light pink color. Chúng ta sẽ chuyển thành Aiko bought a medium-sized new light pink dress. Aiko đã mua một cái áo đầm màu hồng sáng mới và kích cỡ là trung bình. Number 10. Both Americans and Australians exchange gifts at Christmas. Người Mỹ và người Úc đều trao đổi quà vào lễ Giáng sinh. Vậy thì đều giống nhau, cô sẽ dùng từ like. Like Australians, Americans exchange gifts at Christmas. Hoặc là chúng ta sẽ dùng đảo qua, đảo lại. Like Americans, Australians exchange gifts at Christmas. Giống như người Úc, người Mỹ cũng trao đổi quà vào Giáng sinh. Number 11. Christmas in Iceland is on December 24th, but in Australia is on December 25th. Christmas ở Iceland là vào 24 tháng 12, nhưng ở Úc là 25 tháng 12. Vậy thì khác nhau, chúng ta sẽ dùng to be different from. Christmas is in Iceland is different from Christmas in Australia. Chúng ta sẽ có hai mẫu câu tham khảo. Number 12. People will hold Mid-Autumn Festival on September 29th, 2023. Người ta sẽ tổ chức Tết Trung Thu vào ngày 29 tháng 9 năm nay, 2023. Vậy thì will hold cô sẽ chuyển thành take place. Và cô cũng dùng will take place. Mid-Autumn Festival will take place on September 29th, 2023. Đây là hai mẫu câu chúng ta tham khảo thêm nhé. Number 13. Our plan is to visit the Opera House on the first day. Kế hoạch của chúng tôi là thăm nhà hát giao hưởng vào ngày đầu tiên khi đến nước Úc. Vậy thì chúng ta sẽ có mẫu câu này. We are visiting. Chúng ta dùng present continuous to be plus verb in. The Opera House on the first day. Hoặc là chúng ta sẽ dùng to be going to plus verb infinitive. We are going to visit the Opera House on the first day. Vậy là bài học của chúng ta đến đây hết rồi. Bài ôn tập thi kiểm tra học kỳ 2. Cô vừa nói xong những cái điều đáng chú ý, những cái điểm quan trọng trong bài thi. Thanks for your attention. Cảm ơn sự chú ý của các em. Goodbye. See you soon. Good luck to you. Cô hy vọng tất cả các học sinh lớp 7 sẽ làm bài thi, làm bài kiểm tra đánh giá học kỳ 2, cuối học kỳ 2, đạt được kết quả cao nhé. Đó là điều hy vọng lớn nhất của cô. Goodbye.